Hello, xin chào lắm cho anh em quay trở lại với channel của mình. Thì luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ. Thì có rất nhiều bác bảo mồi ủ nó nhạy quá các bác ạ, nhưng mà câu nhanh hết. Kiểu làm mới lần đầu các bác làm ấy, làm cái lượng mồi nó ít, câu vèo ấy đã hết rồi. Thế là bảo ủ những 5-7 ngày nó lâu quá. Thì giờ làm thế nào để ủ mồi nó nhanh hơn? Để em hướng dẫn các bác làm cách ủ mồi nó nhanh hơn nhé. Để nguyên liệu này. Thì nguyên liệu các bác đều biết đấy. Thì bề mồi này em để link ở bên dưới, các bác nào mà chưa xem và tham khảo nhé. Giờ chỉ hướng dẫn các bác làm sao là ủ mồi nó nhanh hơn, nhanh lên men hơn. Mà đặc biệt các bác là muốn nhanh lên men, đừng bao giờ cho thêm kiểu như là phụ gia như bỗng hay là men rượu các bác nhé. Cái đấy như cho vào nhanh nhanh hỏng mồi lắm, kiểu như là nó chua nhanh ấy. Mình đi câu mà cứ để 1-2 tuần mới có thời gian đi câu là nó lên men là hỏng mồi ngay. Các bác ngồi nhé, các bác nhé. Thì em ủ vài mồi của mồi ủ này có hai cách. Một cách là ủ ngô mới lại cắm gà, nếu mà ủ nấu lên ủ chung ấy thì nhất định phải có cắm gạo thì nó mồi mới chua thơm được. Còn nếu không không dùng cắm gà thì mình dùng ngô không ấy thì mình ủ không cần cắm gạo cũng được các bác nhá. Không cần cắm gạo cũng được nhưng chỉ ủ ngô không thôi. Khi ủ xong hôm nào đi câu thì mới phối thêm cái cắm gà để mồi nó dẻo các bác nhá. Đấy. Thì mồi của em sắp hết rồi. Mấy hôm nay cũng chưa thời gian đi test. Mấy hôm nay bận quá, làm tuần này em làm hành chính không thể dành test nữa. Đây quan này, ngô nhá, từng đây ngô quá nhá. Đó, từng đây ngô thì mình cho nước sôi vào cho nó chín lên. Đây quan này, đấy cho nước sôi cho chín lên. Nhiều bác khen mồi nhạy quá đi câu vèo phát hết mồi không kịp ủ. Thì em nói này, mồi này nó nhạy rất là nhạy luôn, nhạy hơn giun. Nhiều ông cứ bảo là mồi câu rô phi câu ấy là giun là số 1, nhưng đúng công nhận là giun là số 1 nếu mà đi câu đơn. Nhưng mà bây giờ giun đào rất là khó, mấy thứ hai là giun không thể nào tụ được cá. Khi mà các bác câu nhá, một thời gian bác kiểu như là đi vệ sinh hay làm cái gì đó mà mồi của bác không thả dưới nước thì cá rô phi đi mất ngay. Nhưng mà mồi ủ thì có cái ưu điểm mà khi các bác thả mồi xuống cái là mồi ủ ở dưới rất là nhiều rồi, đàn cứ hàng đàn nó kéo đến cơ, nên giật rất là thích tay. Đấy là cái ưu điểm lớn nhất của cái mồi ủ này. Thứ hai là các bác câu giun không bao giờ được được cá to. Em khẳng định các bác là nếu mà câu giun mà được chép to là rất cực kỳ hiếm. Nhưng mồi ủ này chép mới chấm mới trôi là gặp thường xuyên. Đấy, các bác này phụ thuộc vào cái loại địa hình các bác đánh đấy nhá. Thứ nhất là có hai loại. À, mồi mồi em nói thứ nhất là em nói về mồi trước, mồi có ba loại này. Đánh cá da trơn này, đấy đánh cá nước ngọt này, nước nợ. Thì nước mặn thì chỗ mình hầu như là ít, chỉ có bác nào biển mới nước mặn này thì có ba thể loại đấy. Thì nó phù hợp với cái nguồn nước như nào thì có cách phối mồi riêng. Mồi ủ này rất là nhạy rồi, nhưng mà để các bác ví dụ như các bác đánh nước nợ đấy, mồi ủ này thì đánh nước nợ cần phải phối thêm một số nguyên liệu gia vị kiểu như là tanh ấy, hương vị tanh các bạn thì đánh nó mới nhạy được. Còn nó đánh mấy hồ nước ngọt thì như này là ok rồi. Đấy, hồ nước ngọt ví dụ như các bạn đánh chép chép thì nó chỉ ăn chua nhất là chua này, thứ hai là tanh. Đấy, mình có chua không cũng ok, như mồi ủ có chua không là đánh ok, nhưng mà mồi ủ chua mà phối hợp với mẹ vị tanh nữa là đánh tuyệt vời luôn. Đấy. Thì em có một kênh riêng để phát triển về một bài mồi ủ, nhưng mà thật sự các bác là không có thời gian làm, nên để không đấy thì mình đã chắc em gộp luôn mà vào cái này. Thì buổi chủ nhật em sẽ hướng dẫn các bác phối mồi chua mới tanh đi đánh đặc đánh độc cá chép thôi các bác nhé. Chua mới tanh đi đánh chắc chắn là sẽ được cá chép đấy. Cái lượng rô phi nó cũng có nhưng mà hầu như là nói chung là nó ít. Thì để đến chủ nhật em phối mồi cho bác xem mà mình đánh trực tiếp luôn. Đấy bác nhá, thì mời cái này là đợi một lúc nó chín là dẻo đó. Thì ngô trần nó sôi cái nó cũng chín ngay ấy mà. Thì đánh nước ngọt thì nếu đánh chấm cỏ thì sẽ là chua này, thơm này. Chua thơm có thể phối hoa quả bác nhá. Nếu mà đánh chấm cỏ, còn đánh chép này thì mồi ủ chua này, cộng với tanh này. Đấy, đặc biệt là chua cộng tanh thì đánh chép này, ngoài tuyệt vời. Còn lại chua điên thì nó ăn cũng đa dạng các bạn, nó chua điên thì nó đa dạng lắm, cái thể loại nào nó cũng đớp. Em thấy đánh chua điên nó buồn cười lắm.
Bác nào chưa xem mồi ủ của em thì em để link bên dưới vào xem tham khảo nhé. Đấy. Rồi. Đây là cái mồi ủ em đã để nó còn một ít thôi, nó sót rồi. Đấy các bác nhìn này. Đấy, ủ nó rất là dẻo thơm lắm. Rồi chua thơm đúng mùi xoài nấu luôn nhá. Chua thơm. Thì các bác nhá, khi mình đã trộn với cái này rồi, mình lấy một lượng vỏ cái bên này ra. Một lượng ra nhá. Cái này đã ủ chua lên men các bác nhìn, nó lên cả nấm mốc ở trên này. Cho vào hòa với cái này. Hòa với cái nguyên liệu mới của mình đấy. Thơm thật, bỏ ra thơm nhưng mà người nấu mùi nó kinh. Đấy, cho một lượng máu nhá, không cần phải cho thêm gia vị gì khác đâu. Cái này các bác khi bác đảo đều lên. Đảo đều lên thì mình để khoảng 3 ngày đã đi câu ok rồi. Đấy. 3 ngày câu ok được các bạn. Nó chua rất là nhanh vì nó có niềm men sẵn đấy. Nhưng như người ta kiểu người ta làm sữa chua đấy, người ta vẫn phải sữa ban đầu đúng không? Xong người ta vẫn phải mua một hộp sữa chua để ta lấy cái men của nó này mình cho vào ủ nó lên nhanh hơn. Thì cái công thức của cái bài mùa này cũng là vậy. Đấy, các bác đảo kỹ lên. Ủ này khoảng 3 ngày thôi. Nếu bác nào có cắm gà kia đồ kia, kiểu mình tạo thêm nhiều phụ gia nó đấy, có cắm gà ủ vậy thì 3 ngày sau bác đổ cắm gạo vào, xong ngày thứ tư đi khâu là ok. Thế rất là nhạy. Như này của em ủ ngô không ấy, thì đến ngày thứ ba cái là em cho gia vị cắm gà vào mới lại bột mì vào là đi đánh ok luôn đấy. Thì mấy nữa video tiếp theo sẽ hướng dẫn các bạn này phối hoa quả này để đánh chuyên về chấm cỏ này, phối vị tanh này để đánh về chép này, phối chua mới tanh này để đánh sông nước lợ các bác nhé. Nhiều vùng miền có nhiều cái thể loại đánh khác nhau mà cá thích nghi với cái loại mồi khác nhau ấy, không phải loại nào ví dụ như là chép ở trong nước ngọt cái khẩu vị của nó ăn chắc chắn sẽ khác mẹ chép ăn ở nước lợ các bác nhé. Đấy, mẹ em nói thật là đi câu chép ấy thì phải lựa chọn được ngày, không phải ngày nào mình đi câu cũng được đâu. Cái kinh nghiệm em đi câu chép là đặc biệt là được nhiều chép nhất là khi trời mưa. Khi trời mưa nhé bác nhá, trời mưa rào ấy, mưa to ấy, cái đoạn cuối của đoạn trời mưa nước bắt đầu đục ấy, là lúc đấy là chép đen rất là nhiều, đi câu hôm nào cũng được. Thế là em rất thích đi câu buổi trời mưa mà. Mấy nữa phải đợi mưa rào cơ, mưa rào chép đen đẻ đấy. Cứ tầm buổi chiều chiều ấy là bắt đầu nước nó đục lên là câu y rằng là một đống cá chép luôn. Anh em rất thích đi câu chép, thấy trong kênh của em này đặc biệt là các bác rất thích đi câu cá chép. Thế. Đấy bác nhá. Bây giờ xong rồi, mình phải đậy kín túi bóng vào. Em vừa cầm một cái túi ở đây, đậy kín nó vào. Ủa này gần 3 ngày sau là đi câu là ok rồi. Đấy thì em cảm ơn rất nhiều anh em đã chia sẻ bài mồi của em trên các nhóm. Đấy. Và rất nhiều anh em ủng hộ, em rất là cảm ơn các bác đã chia sẻ nhé. Bài mồi này nói chung là cái gì cũng có hai mặt, thì các bác nhận được nguồn lợi lớn nhất đó là tạo ra cái bài mồi riêng của mình. Thì các bác lúc đấy em mới thấy là có cái nguồn lợi lớn nhất là các bác đã tạo ra bài mồi cho riêng mình. Các bác không phải đi mua mồi này, không phải tốn tiền mua cái bài mồi thơm đấy. Thì các bác rất là biết ơn em và đã chia sẻ này. Em rất là cảm ơn các bác, cái gì cũng có đi có lại mà. Em mang lại cho bác một bài mồi hay thì các bác lại mang lại cho em một cái chia sẻ đấy, cái rất là quý giá và em rất là cảm ơn. Đấy bác nhá. Này xong này, đậy kín nó vào. Đậy kín nó vào, ủ này khoảng 3 ngày là đi câu rồi. Đấy, thì cái mùa Tết này các bạn, mùa Tết là các bác rất nhà rất nhiều hoa quả đúng không? Thì mấy nữa em sẽ chỉ các bác cách thế nào để đánh được chấm cỏ nhé. Chấm cỏ hầu như là ăn hoa quả là nhiều. Đấy, vị chua này bóp mê một số nguyên liệu hoa quả đấy. Video tiếp theo em sẽ đi đánh trực tiếp các bác xem. Đánh chấm cỏ thì thật sự các bác là em không thích đánh chấm cỏ lắm, bởi vì chấm cỏ hầu như cái con khoảng mình đánh ngoài thiên nhiên nó còn khoảng 2 cân thì đánh nhìn nó nhỏ, nó không thích. Mà riêng con chép chỉ khoảng hơn cân là nhìn chép sướng hẳn, con chép nó khác bọt này. Đấy. Ok các bác nhá. Thì các bác hãy làm theo em nhé. Bác nào chưa biết cái link là bài mồi thì em để link bên dưới đấy. Bây giờ em phải mang cái đống này ra ngoài không thì con vợ em nó đang xua xua rồi kìa. Ồ. Rồi, cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé.